Chào mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích thị trường. Thì Bitcoin sau khi mà nó sideways ngay vùng này thì hiện tại nó đang break out. Nếu mà chúng ta nhìn ở đây, nó giống như một cái tam giác. Đây, và nó đang break out ra khỏi cái tam giác này. Tuy nhiên ở đây mình chưa có giao dịch gì nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì ngay tại trên đây là một cái kháng cự của nó rồi. Cái kháng cự của nó rất là gần cho nên cái AA của mình không tốt. Cho nên mình sẽ theo dõi thêm ngay tại cái khu vực này như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy là ở đây là khu vực sóng 1, sóng 4 của chúng ta. Đây là 1, 2, 3 và cái sóng 4 ở đây. Và sóng 5 nó sẽ lên trên đây. Như vậy thì nó vẫn còn đang sideways ở cái khu vực sóng 4 này của chúng ta. Cho đến khi mà nó break khỏi cái channel ở trên này của chúng ta thì mình mới hết. Ở đây mình có 1, 2, 3, mình vẫn chờ cho nó có một cái cú hồi về ít nhất là cái vùng này, bởi vì cái vùng này là cái vùng CME gap ở dưới đây thì khả năng là nó sẽ về nó lấp gap luôn, còn không thì nó sẽ ít nhất là nó phải hồi về đây. Khi mà mình thấy nó đủ sóng thì chúng ta mới nhảy vào, chúng ta giao dịch. Còn không thì chúng ta vẫn quan sát hoặc là chúng ta sẽ đánh altcoin. Bởi vì vùng này long short gì cũng rất là nguy hiểm. Nếu như mà khi mà thị trường nó lên tới cái vùng màu, vùng màu đỏ này thì chúng ta có thể short hay stop loss ở trên gần đây, hoặc là xuống dưới cái vùng này thì chúng ta có thể long lên. Còn bây giờ nó đang ở chính giữa như thế này thì chúng ta trading rất là nguy hiểm, rất là rủi ro. Ok, thì nói đến rủi ro, mình cũng mấy bữa nay chúng ta thấy báo đài đăng lên những cái vụ mà về forex scam tất cả mọi thứ. Thì hiện tại ở Việt Nam này chỉ có Chứng khoán Việt Nam và Phái Sinh là hai cái kênh đầu tư hợp pháp. Còn lại thì tất cả mọi thứ nó chưa vào cái quy chế. Cho nên là nếu như ai mà muốn tìm một cái kênh đầu tư hợp pháp, bởi vì chúng ta không nên bỏ tất cả trứng vào một rổ, thì có thể là liên hệ với mình để tìm hiểu thêm cái kênh Phái Sinh như thế nào, và liên hệ mình mở tài khoản. Mình sẽ cung cấp cái kiến thức và có thể là có thêm một cái buổi khi mà mình mở tài khoản thì mình sẽ gặp nhau và mình sẽ có một cái buổi tư vấn về tư duy của một người trader. Khi mà chúng ta trade thì chúng ta cần phải có một cái tư duy như thế nào thì chúng ta mới có thể là chiến thắng được thị trường. Thì Chứng khoán Phái Sinh nó dựa theo cái chỉ số VN30 này, nó cũng giống như là Bitcoin và Bitcoin Future. Thì Bitcoin Future và Bitcoin nó sẽ có một cái độ lệch giá, đó là gọi là cái điểm basic á, thì nó sẽ có cái funding fee, long trả cho short hoặc là short trả cho long, tùy theo cái độ chênh lệch giữa cái điểm của cái giá spot và cái giá future. Thì Phái Sinh cũng vậy, nó có cái điểm basic giữa VN30 và VN30F1, tức là hợp đồng phái sinh một tháng á, thì nó cũng có cái điểm basic đó. Và nhìn chung á, thì tất cả thị trường chỉ đều là một cái công cụ giao dịch của chúng ta thôi. Nếu như mà chúng ta là trader thì tất cả đều là một cái công cụ để mà chúng ta giao dịch, bởi vì tất cả đều theo cái quy luật của thị trường, đó là cái quy luật cung cầu, và nó luôn luôn nó tạo ra những cái hai điểm cao và điểm thấp. Cái kênh giá nó sẽ tạo ra những cái điểm cao điểm thấp, những cái đáy và đỉnh. Và chúng ta trade được một thứ thì chúng ta sẽ trade được tất cả mọi thứ. Chỉ có nó khác một chút xíu là chúng ta cần phải biết được là nó sẽ thông thường nó sẽ hồi về cái mức Fibo nào. Hoặc là nó sẽ có những cái dấu hiệu nào, nó hay fake out, nó hay như thế nào. Thì chúng ta cần phải biết được những cái tính cách của cái công cụ mà mình trade đó thì mình dễ dàng mình chiến thắng thị trường hơn. Ok, thì như vậy ai muốn mở tài khoản của công ty VBS ha, ở trên thị trường có rất nhiều công ty
cung cấp dịch vụ chứng khoán. Các công ty chứng khoán có rất là nhiều công ty chứng khoán. Công ty VPS này thì được sử dụng rộng rãi bởi vì phí nó rẻ. Ok, chỉ có vậy thôi. Thì cái giao diện của đánh VPS của chứng khoán phái sinh thì nó sẽ đánh như vậy. Khi mà ai mà muốn mở tài khoản thì nhắn với mình ha. Mình là mình vừa đăng ký làm cộng tác viên của công ty VPS này. Thì cái cách mở tài khoản rất là đơn giản. Mình vào cái link, mình bấm mở tài khoản như thế này. Bấm vào Hồ Chí Minh. Sau đó nhập họ tên đầy đủ, họ tên có dấu đầy đủ. Nhớ là cái chữ đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải viết hoa, ví dụ như là Nguyễn. Đây. Nguyễn. Rồi, Văn. À, thì cái chữ N, chữ V mình nhớ viết hoa. Nhập số điện thoại, email chính xác của mình. ID người giới thiệu thì nhập cái ID của mình. Nhắn mình hay là ID của mình là 7465. Ok, sau khi nhập ID của mình nó sẽ hiện ra cái tên của mình. Rồi sau khi đăng ký xong, xong xuôi hết rồi nhắn cho mình biết và chúng ta sẽ hẹn với nhau để ra mình ký hợp đồng với công ty. Bởi vì nó quản lý của pháp luật cho nên chúng ta ký hợp đồng giấy, ký với công ty á. Rồi sau đó thì mình sẽ hướng dẫn để mà giao dịch phái sinh như thế nào. Nó cũng rất là đơn giản. Ok, thì hiện tại chúng ta sẽ chờ Bitcoin lên đến cái, thứ nhất là nó có lên được tới cái vùng màu hồng này hay không. Nếu như lên vùng màu hồng, chúng ta sẽ tìm những cái tín hiệu đảo chiều hoặc là reject, chúng ta sẽ short xuống. Nếu như không có tín hiệu đảo chiều mà nó đâm thẳng lên trên đây và nó phá qua trên đây luôn thì chúng ta sẽ tìm điểm long ở đâu đó, cũng là cái vùng này. Ở đây là một cái vùng mà chúng ta có thể trade được, cái vùng màu hồng. Trường hợp thứ hai, nó lên trên đây thì mình sọt xuống là không nói gì. Trường hợp mà ngay chỗ này mà nó quay đầu, tức là nó fake out ra khỏi cái tam giác này, nhưng mà nó quay ngược trở về cái base, tức là nó fake out, thì có khả năng là nó đi xuống dưới đây. Chúng ta sẽ tìm cơ hội sọt nó, bởi vì ở đây nó liên tục tạo ra những cái đáy sao cao hơn đáy trước trên cái khung 1 giờ. Cho nên mình không sọt nó ở đây. Nhớ nha. Đây, đỉnh sao cao hơn đỉnh trước. Cho nên ngay tại chỗ này nó là uptrend. Nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái khung này, tức là nó nằm ở trong cái biên này. Cho nên nó vẫn còn đang sideways sóng 4. Cho nên chúng ta vẫn chưa làm gì hết. Một là nó trên đây, hai là dưới đây thì chúng ta mới trade. Mình sẽ nhắn trong kênh Telegram, nếu như cập nhật trong kênh Telegram, nếu như mà chúng ta có những cái cơ hội giao dịch. Ok, xin chào mọi người.